trời Phật thương tình, cát tinh cao chiếu, người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, sau 57 tuổi, nếu như nắm bắt được 3 cơ hội này, sẽ thay đổi cuộc đời, giàu sang phú quý hơn người, tiền tài như ý, tài lộc bủa vây, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Thưa quý cô bác tuổi Đinh Mùi kính mến, người xưa có quan điểm rằng trời sinh mỗi người mỗi số phận và sống chết cũng do số phận định đoạt riêng cho từng người, hành sự tại nhân, vạn sự tại thiên. Mọi may mắn đều do số phận ông trời an bài, phú quý sang hèn của mỗi người đều do số phận quyết định và cũng không có số phận nào là thập toàn, thập mỹ. Nhưng chỉ cần bản mệnh nắm bắt được tử vi cuộc đời của mình thì sẽ xoay chuyển được càn khôn, đạt được sự như ý, vạn sự như mơ, muốn gì được nấy. Cầu tài, cầu lộc đều vẹn toàn, lại tránh xa được đại hạn, vận xui khiến vận trình thêm hanh thông, may mắn và suôn sẻ hơn rất nhiều. Khi ấy khách đến chơi nhà bạn sẽ chỉ toàn là thần tài, thần may mắn, quý nhân, tiền bạc và giàu có, hung tinh kẻ tiểu nhân cũng biết sợ mà tránh xa. Trong số 12 con giáp, giới tử vi nhận định tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967 sau 57 tuổi, tiền tài của cải sẽ liên tục ập đến với con giáp này, dù có nghèo khổ nợ nần, tuổi Đinh Mùi cũng sẽ trả sạch, nhưng chỉ khi bản mệnh nắm bắt được 3 cơ hội vàng này, hãy chú ý theo dõi và đón nhận mệnh số may mắn của mình ngay sau đây quý vị nhé. Trong 12 con giáp tuổi Đinh Mùi được xem là biểu tượng của tính ôn hòa, thuần hậu. Trẻ em tuổi Đinh Mùi thường hiền lành, ngoan ngoãn dễ bảo, đôi khi còn có sự nhút nhát vẻn lẻn đáng yêu, dễ tạo thiện cảm. Những nét tính cách này có thể theo cả tới khi trưởng thành, bởi đây dường như là đặc trưng cơ bản nhất của người tuổi Đinh Mùi. Nếu đường đời được thuận lợi, người tuổi Đinh Mùi sẽ có được vẻ phong nhã, thanh nhàn. Nhưng nếu cuộc sống không được như ý, gặp nhiều vất vả, gian truân thất bại, người tuổi Đinh Mùi lại trở nên rất bi lụy, ủy mị, chán chường, với cách hành sự luôn thể hiện sự chân thành, ấm áp, lại thêm vẻ thanh nhã. Người tuổi Đinh Mùi thường được kính trọng và người ngưỡng mộ, họ luôn sống theo nguyên tắc tự do, phóng khoáng và đối xử với người khác bằng sự nhân hậu, khoan dung, là người giỏi quán xuyến việc lớn nhỏ trong nhà. Người tuổi Đinh Mùi bản tính là rất yêu trẻ con và vật nuôi nên rất phù hợp với đời sống gia đình. Dù tuổi Đinh Mùi có tính cách ưa sự nhẹ nhàng, hòa hảo, không thích tranh cãi xung đột, nhưng họ không bao giờ khuất phục trước bất cứ một sự đè nén chèn ép nào, không bao giờ có thể ép buộc người tuổi Đinh Mùi làm điều họ không muốn. Trong sáng và nhân hậu là nét tính cách cao quý của tuổi này, họ thường sẵn sàng giúp đỡ những người đang trong cơn hoạn nạn. Trong cuộc đời người tuổi Đinh Mùi, hiếm khi phải lo lắng về 3 điều thiết yếu trong đời sống gồm cái ăn, cái mặc, nơi ở. Dù đi bất cứ đâu người tuổi Đinh Mùi cũng dễ dàng kết bạn vì họ luôn đối xử với người xung quanh rất chân thành, trung thực. Những người sinh năm Đinh Mùi được cho là dễ có đời sống hôn nhân mãn nguyện, họ không chỉ được bạn đời yêu thương mà còn được họ hàng quý mến. Dân gian cho rằng tuổi Đinh Mùi sinh vào các mùa đều tốt, riêng mùa đông là vất vả hơn vì mùa đông ít có cỏ để ăn. Tuy vậy, thực tế là dù hoàn cảnh xung quanh có như thế nào, người tuổi Đinh Mùi cũng không cần quá lo. Bởi vận số tuổi này may mắn sẽ được quý nhân phù trợ, nhận được sự chủ động giúp đỡ từ những người xung quanh. Dù trong cảnh khốn cùng, người tuổi Đinh Mùi vẫn có thể xoay sở vượt qua nhờ vào sự giúp đỡ từ cha mẹ, họ hàng, bạn bè, xã hội. Nhìn chung, người sinh năm Đinh Mùi dễ dàng vượt khó khăn và thất bại bởi xung quanh họ luôn có sự giúp đỡ từ những người thân quý. Tuổi Đinh Mùi chỉ thích làm những việc mà họ thực sự hứng thú, họ nhanh chóng nhận ra điều mình muốn theo đuổi. Trong cuộc đời một cách rất tự nhiên, khi phải đối diện với những việc không muốn làm, người tuổi Đinh Mùi chẳng ngại ngần từ chối. Nhưng họ không phải những con người sẵn sàng thẳng tuột, mà ngược lại rất lịch sự, kiên nhẫn, dịu dàng, để việc diễn ra vừa thuận lợi cho mình, vừa đẹp lòng cho người, có ai có thể hiểu hết những cảm xúc đang diễn ra trong nội tâm của người tuổi Đinh Mùi. Họ không muốn để lộ suy nghĩ của mình ra ngoài cho người khác hiểu, chỉ trừ phi họ đang trong cơn tức giận tột cùng. Trên thực tế, tuổi Đinh Mùi rất giỏi dàn xếp tranh cãi bất hòa và dễ tạo được không khí hòa thuận xung quanh. Người tuổi Đinh Mùi rất thích giao tiếp, những ai có thiện ý với họ đều được đối đãi tử tế. Người tuổi Đinh Mùi cũng không thích nói thẳng, vì vậy đôi khi cách hành xử của họ có phần không thẳng thắn, trực diện, khiến người khác cảm thấy lòng vòng rắc rối bực mình. Nhưng đó là bản tính của tuổi này, đừng hy vọng họ xô bồ trong thái độ cử chỉ và đặc biệt là ngôn từ, những gì họ nói ra chỉ là một phần nhỏ của những gì họ nghĩ. Những ai muốn thực sự hiểu thấu người tuổi Đinh Mùi cần phải kiên trì dành thời gian để hiểu từng chút một, để khuyến khích người tuổi Đinh Mùi nói nhiều hơn nữa. Người nghe hãy từ tốn gật đầu trong suốt cuộc trò chuyện để thể hiện sự đồng tình, để biết được hết những suy nghĩ, cảm nhận của người tuổi Đinh Mùi. Có thể mất khá nhiều thời gian, nhưng sâu xa đằng sau sự lòng vòng,
không thích thẳng thắn trực diện này chính là vì người tuổi Đinh Mùi luôn biết chừa cho mình một đường lui. Vì tính cách mềm mỏng hơi thiếu quả quyết, nên người tuổi Đinh Mùi cần hợp tác với những người có tính cách mạnh mẽ, bởi chỉ có kỷ luật thép, người tuổi Đinh Mùi mới bớt sự thong dong, nhàn tản để bắt đầu tận dụng hết những khả năng của mình và làm việc thật sự chăm chỉ hiệu quả. Tuổi Đinh Mùi ưa sống trong môi trường quen thuộc, gắn bó rất mật thiết với gia đình. Người tuổi Đinh Mùi quan trọng độ ăn hợp khẩu vị. Ngày sinh nhật và những dịp lễ Tết kỷ niệm, họ thường kỷ niệm những ngày trọng đại đối với đời sống cá nhân một cách khá rình ràng, theo kiểu thích thể hiện. Bởi thực sự họ rất quan trọng những dịp này, họ có thể sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng nếu người mà họ có dòng lại quên mất ngày sinh nhật của họ. Dường như người tuổi Đinh Mùi mang trong mình nỗi buồn và sự đa cảm từ trong bản chất, họ luôn nhìn thế giới một cách khá tiêu cực, vì vậy họ cũng luôn mong những người xung quanh sẽ vực tinh thần họ dậy. Người tuổi này sẽ bị lạc đường, dễ buồn bã, dễ đưa ra những lựa chọn sai khi đi mua sắm. Phụ nữ trẻ tuổi Đinh Mùi đặc biệt thích xuất hiện ấn tượng trong mắt mọi người, họ có nhiều ham thích đặc biệt với thời trang. Mỗi ngày họ sẵn sàng dành nhiều thời gian để làm đẹp, họ luôn hành xử duyên dáng và nền nếp, thích trang trí nhà cửa với hoa tươi. Phụ nữ trung niên tuổi Đinh Mùi lại rất quan tâm tới vệ sinh cá nhân, luôn gọn gàng và ăn mặc đẹp mắt. Phụ nữ trẻ tuổi Đinh Mùi cũng thích thể hiện tình yêu một cách không che giấu, họ rất tin tưởng vào người mình yêu và luôn muốn ở bên người đó từng giây từng phút. Đối với những người theo đuổi mà họ không hề có hứng thú, người tuổi Đinh Mùi sẽ chẳng mảy may bận tâm đến. Người tuổi Đinh Mùi cũng khá mâu thuẫn, đôi khi nói không là có, nói có là không, tuổi này giỏi che giấu điểm yếu bằng sự lãnh trí, biết đạt được điều mình muốn đôi khi bằng những tiểu xảo. Khi cần thiết người tuổi Đinh Mùi rất giỏi nhõng nhẽo, quấy giày, cốt để đạt được thứ mình muốn. Với bản tính chân thành và điềm tĩnh, thêm vào đó là vẻ ngoài biết tỏ ra đáng thương khi cần, họ luôn biết cách thuyết phục người khác rất hiệu quả. Người tuổi Đinh Mùi không bao giờ làm tổn thương bạn bè, đôi khi họ có thể từ bỏ một mối quan hệ để tránh khỏi những cãi vã, xung đột đang nhăn nhúm xảy ra. Người tuổi Đinh Mùi nhạy cảm và đôi khi thích tìm niềm vui trong những mơ màng, ảo tưởng hơn là những cuộc vui thực sự. Tuổi Đinh Mùi cũng thích thu hút sự chú ý của người khác và nhận được sự tán tụng đối với năng lực bản thân. Người tuổi này rất khôn ngoan khi lựa chọn công việc để có thể tận dụng tối đa thế mạnh của họ, nếu không sinh trong những giờ như Thìn, Tỵ, Dần. Người tuổi Đinh Mùi sẽ khó lòng phù hợp với những công việc đòi hỏi trách nhiệm và sự nhạy bén cao, thay vào đó sẽ phù hợp với những công việc cho phép được làm theo ý mình, được tự do, tự tại. Nam mạng. Theo tử vi phương Đông, nam mạng Đinh Mùi có vận thế khá tốt, cả cuộc đời được vận may theo đuổi. Bắt đầu từ trung vận trở đi thành thơi, tận hưởng cuộc đời vinh hoa, sang giàu con cái đủ đầy, gia đình hạnh phúc. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 75 tuổi đến 82 tuổi, nếu ăn ở hiền lành, làm nhiều việc tốt, tích nhiều phúc đức, sẽ tự khắc được gia tăng tuổi thọ. Nữ mạng. Đinh Mùi nữ mạng cuộc đời gặp rất nhiều may mắn và thành công, công danh sự nghiệp rộng mở sáng lạn, tình duyên viên mãn, tài lộc dồi dào, cả tiền vận, trung vận và hậu vận đều thành thơi, an nhàn hưởng phúc, không phải muộn phiền bất cứ chuyện gì. Theo tử vi tuổi Đinh Mùi, những người tuổi này có số hưởng thọ từ 78 tuổi đến 89 tuổi, nếu sống lương thiện, làm nhiều việc tốt, tích phúc tích đức, tự khắc được tăng kỷ. Về công danh, sự nghiệp. Tài ngoại giao thiên bẩm chính là thế mạnh giúp người tuổi Đinh Mùi thành công trong sự nghiệp. Họ vừa có thể tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với cấp trên, lại vừa có thể hòa đồng với những nhân viên cấp dưới, với khả năng ăn nói trôi chảy. Tư duy nhạy bén và tài đối đáp nhanh nhẹn, những người tuổi này có thể trở thành những chính trị gia lỗi lạc, luật sư nổi tiếng. Nói chung họ có thể gặt hái thành tựu lớn trong những ngành nghề đòi hỏi sự quảng giao và óc tư duy sâu sắc. Nghị lực mềm yếu là nhược điểm lớn nhất của người tuổi Đinh Mùi. Khi đối mặt với khó khăn, họ dễ thoái chí nản lòng và đánh mất phương hướng. Họ thường xuyên né tránh hiện thực, không dám đương đầu trực tiếp với thử thách. Họ còn có ý thức rèn luyện ý chí để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, những người tuổi Đinh Mùi thường ngại gian khổ trong công việc. Họ chỉ tỏ ra nhiệt tình chăm chỉ với những người mà họ yêu thích. Còn đối với những nhiệm vụ khiến họ cảm thấy áp lực thì họ sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Chỉ khi người tuổi Đinh Mùi chấp nhận hy sinh công sức và trí tuệ để nghiên cứu chuyên sâu thì họ mới có thể bứt phá trong sự nghiệp. Những người tuổi Đinh Mùi sở hữu tâm hồn đam mê nghệ thuật, khiếu thẩm mỹ tinh tế và óc sáng tạo phong phú. Những ưu điểm này giúp họ trở thành những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, chẳng hạn như hội họa, thơ văn, thời trang. Nếu trở thành doanh nhân thì những người tuổi Đinh Mùi sẽ chọn lối làm ăn bình thường, bình ổn trong sạch. Họ tuyệt đối sẽ không sử dụng thủ đoạn để lừa dối đối tác hoặc loại bỏ các đối thủ cạnh tranh. Tính cách của những doanh nhân tuổi Đinh Mùi luôn mềm mỏng, ôn hòa, vốn là con người giàu lòng nhân ái,
họ sẽ giúp đỡ những người bạn hàng trong lúc gian khó với sự hiểu biết sâu rộng và con mắt tinh tường. Những người tuổi Đinh Mùi rất nhạy cảm với sự biến động của thị trường và xã hội, điều này giúp họ có thể nắm bắt được những cơ hội vàng trong kinh doanh. Bên cạnh đó, có rất nhiều người mong muốn nhận được sự tư vấn của họ. Người tuổi Đinh Mùi có khả năng nhìn thấu tâm tư tình cảm của người khác. Họ cũng rất biết cách giúp mọi người xung quanh giải tỏa tâm trạng. Ưu điểm này có thể giúp họ trở thành một nhà tâm lý học tài giỏi. Về mặt tài lộc, người tuổi Đinh Mùi có khả năng kiếm được khá nhiều tiền, nhưng lại chẳng tiết kiệm được bao nhiêu, nguyên nhân là lối sống ưa hưởng thụ và không có kỹ năng quản lý tài chính. Người tuổi này coi việc tiêu tiền là một trong những cách để giải tỏa căng thẳng, vậy nên càng cảm thấy bị áp lực thì họ lại càng mua sắm nhiều vào những thứ vô bổ. Bên cạnh đó, người tuổi Đinh Mùi cũng chi tiêu rất hào phóng cho các mối quan hệ, không cảm thấy hối hận, hối tiếc khi bỏ tiền ra tổ chức tiệc tùng cùng bạn bè, người thân. Nếu không học cách chi tiêu hợp lý, không sớm thì muộn họ cũng sẽ rơi vào cảnh khánh kiệt về tài chính. Nghị lực mềm yếu là những nhược điểm lớn nhất của người tuổi Đinh Mùi. Khi đối mặt với khó khăn, họ dễ thoái chí nản lòng và đánh mất phương hướng. Họ thường xuyên né tránh thực tế, không dám đương đầu trực tiếp với thử thách. Họ cần có ý thức rèn luyện ý chí để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, người tuổi Đinh Mùi thường ngại gian khổ trong công việc. Họ chỉ tỏ ra nhiệt tình, chăm chỉ với những việc mà họ yêu thích. Còn đối với những nhiệm vụ khiến họ cảm thấy áp lực thì họ sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Chỉ khi người tuổi Đinh Mùi chấp nhận hy sinh công sức và trí tuệ để nghiên cứu chuyên sâu thì họ mới có thể bứt phá trong sự nghiệp. Nam mạng tuổi hợp làm ăn. Mậu Thân và Canh Tuất là hai tuổi hợp với nam mạng tuổi Đinh Mùi về đường tài lộc, nên nếu kết hợp trong công việc, mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi, may mắn thu về nhiều tiền tài. Tuổi Đại Kỵ. Tuổi Nhâm Tý, Bính Thìn, Mậu Ngọ, Giáp Tý, Bính Ngọ, Giáp Thìn và Canh Tý là những tuổi đại kỵ với nam mạng Đinh Mùi. Nếu kết hợp với những tuổi này thì mọi chuyện sẽ gặp đôi chút khó khăn trở ngại. Nếu chót lỡ yêu thương nhau rồi mới biết là phạm tuổi đại kỵ và vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì không được tổ chức cưới hỏi rầm rộ, mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống đến trọn đời. Nếu tuổi đại kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm làm lễ cúng sao dài hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ giảm bớt được xung kỵ, tránh được tai ách. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, làm nhiều chuyện tốt, tích nhiều phúc đức, những chuyện xấu sẽ được hóa giải. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, nếu xuất hành đi xa hay thực hiện những công việc lớn, quan trọng thì nam mạng Đinh Mùi nên khởi hành vào giờ chẵn, ngày lẻ và tháng chẵn, thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, gặp nhiều may mắn thuận lợi, thu được nhiều kết quả vạn sự như ý, đại cát, đại lợi, thành công trên mọi lĩnh vực. Nữ mạng tuổi hợp làm ăn. Đinh Mùi nữ mạng nên lựa chọn các tuổi hợp với mình về đường tài lộc. Trong công việc thì mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, làm ăn phát đạt, đó là các tuổi Đinh Mùi, Ất Tỵ. Tuổi Đại Kỵ. Nhâm Tý và Đinh Mùi là hai tuổi xung khắc với tuổi Đinh Mùi nữ mạng. Nếu kết hôn hay kết hợp chung trong công việc thì chỉ đem đến thất bại thua lỗ hay giang dở trong hôn nhân. Tài lộc kiếm được tiền là phát tài, phát lộc, song biết giữ tiền chi tiêu ít cũng là một dạng phát tài. Nhiều người tài lộc vượng, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng lại tiêu rất ít, cũng có người tài lộc vượng mà chẳng tiết kiệm được là bao, đó là vì mệnh họ chữ tài không hậu. Vận tài lộc lưu niên không được tốt, tiền tiết kiệm được nhiều mà tiêu hết cũng nhanh. Người tuổi Đinh Mùi khẳng khái, chính trực, quảng giao, quan hệ xã hội tốt. Chính vì vậy mà tài lộc cũng không tồi, cả đời sung túc không lo cơm áo, bản tính lạc quan yêu đời, nhân duyên tốt, lại không bao giờ so tính thiệt hơn. Nên dù kiếm được tiền nhưng người này không có suy nghĩ tiết kiệm, số tiền dành dụm được cũng không quá nhiều. Một khi tiền bạc dư giả sẽ nghĩ ngay cách để ăn tiêu, nhiều khi hoang tàn vung tay quá chán. Đây là người yêu cầu rất cao về vật chất, thích những đồ xa xỉ, quần áo phải là hàng hiệu đắt tiền, các hàng mỹ phẩm mỗi khi ra sản phẩm mới đều không thể thiếu mặt người này đến mua sắm. Chính vì thế mà thu không bù nổi chi, khả năng quản lý tài chính gần như bằng không, khi còn trẻ thường hay lãng phí tiền bạc, tới khi kết hôn thì dần dần với nhận thức được tầm quan trọng của đồng tiền. Hậu vận kinh tế dần khấm khá, bản thân mệnh cách tuổi Đinh Mùi đã có số vượng tài. Đặc biệt sau 57 tuổi sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ, bạn cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rất rõ điều này. Công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng, chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài. Muốn có hoạnh tài bất ngờ, bản mệnh có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát thật tốt cảm xúc, có thể như thế mới tránh được thiệt hại về tiền của.
Từ nay trở đi nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Nếu chưa sắp xếp được thời gian, khi dồn công sức cho một việc, thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Dù hứa hẹn một năm nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, nhưng tuổi Đinh Mùi nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm làm đầu. Hết sức tránh tình trạng lãng phí, kẻo tiền mồ hôi, xương máu kiếm được sẽ một đi không trở lại. Có thời điểm tuổi Đinh Mùi sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực về tài chính, cả khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, ảnh hưởng không quá lớn, trong gian khó bản mệnh vẫn tìm thấy cơ hội để vươn lên hơn người, quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Người tuổi Đinh Mùi có khả năng kiếm được khá nhiều tiền, nhưng lại chẳng tiết kiệm được bao nhiêu, nguyên nhân là lối sống ưa hưởng thụ và không có kỹ năng quản lý tài chính. Người tuổi này coi việc tiêu tiền là một trong những cách để giải tỏa căng thẳng, vậy nên càng cảm thấy bị áp lực thì họ lại càng mua sắm nhiều vào những thứ vô bổ. Bên cạnh đó, người tuổi Đinh Mùi cũng chi tiêu rất hào phóng cho các mối quan hệ, họ không cảm thấy hối hận khi bỏ tiền ra tổ chức tiệc tùng cùng bạn bè, người thân, nếu không học cách chi tiêu hợp lý, không sớm thì muộn họ cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh khánh kiệt. Về mặt tình cảm, tài ngoại giao thiên bẩm chính là thế mạnh giúp người tuổi Đinh Mùi thành công trong sự nghiệp. Họ vừa có thể tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với cấp trên, lại vừa có thể hòa đồng với những nhân viên cấp dưới. Với khả năng ăn nói trôi chảy, tư duy nhạy bén và tài đối đáp nhanh nhẹn, những người tuổi này có thể trở thành những chính trị gia lỗi lạc, luật sư nổi tiếng. Nói chung, họ có thể gặt hái thành tựu lớn trong những ngành nghề đòi hỏi sự quảng giao và óc tư duy sâu sắc. Những người tuổi Đinh Mùi sở hữu tâm hồn đam mê nghệ thuật, khiếu thẩm mỹ tinh tế và óc sáng tạo phong phú. Những ưu điểm này giúp họ trở thành những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, chẳng hạn như hội họa, thơ văn và thời trang. Nếu trở thành doanh nhân thì những người tuổi Đinh Mùi sẽ chọn lối làm ăn bình ổn trong sạch, họ tuyệt đối sẽ không sử dụng thủ đoạn để lừa đối tác hoặc loại bỏ các đối thủ cạnh tranh. Tính cách của những doanh nhân tuổi Đinh Mùi luôn mềm mỏng, ôn hòa, vốn là con người giàu lòng nhân ái, họ sẽ giúp đỡ những người bạn hàng trong lúc gian khó. Với sự hiểu biết sâu rộng và con mắt tinh tường, những người tuổi Đinh Mùi rất nhạy cảm với sự biến động của thị trường và xã hội, điều này giúp họ có thể nắm bắt được những cơ hội vàng trong kinh doanh. Bên cạnh đó, có rất nhiều người mong muốn nhận được sự tư vấn từ họ, người tuổi Đinh Mùi có khả năng nhìn thấu tâm tư tình cảm của người khác. Họ cũng rất biết cách giúp mọi người xung quanh giải tỏa tâm trạng, ưu điểm này có thể giúp họ trở thành một nhà tâm lý học tài giỏi. Những người đàn ông tuổi Đinh Mùi có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thực ra nội tâm của họ khá mỏng manh, nhạy cảm. Do đó, họ luôn cân nhắc kỹ càng trước khi tiến đến một mối quan hệ tình cảm với bất cứ một ai đó. Đối với họ, sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau chính là nền tảng vững chắc cho tình yêu chân thành. Khi ở bên gia đình, họ sẽ cố gắng tạo ra những kỷ niệm vui vẻ lãng mạn. Khi đã lập gia đình, người đàn ông tuổi Đinh Mùi luôn tỏ ra ân cần, dịu dàng với vợ con. Họ sẵn sàng hy sinh để những người thân không bao giờ phải chịu thiệt thòi. Đôi khi đàn ông tuổi này sẽ tỏ ra gia trưởng, nhưng phần lớn thời gian họ vẫn mang đến tiếng cười hạnh phúc cho gia đình. Nam mạng chuyện nhân duyên của nam mạng Đinh Mùi được chia ra thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào tháng 8 và tháng 12 âm lịch có thể sẽ phải thay đổi đến 3 lần trong chuyện tình duyên mới đến được bến bờ hạnh phúc cuối cùng. Những ai sinh vào các tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 9 và tháng 10 âm lịch, tình duyên sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng trong cuộc đời. Còn những nam mạng được hạ sinh vào tháng 6, tháng 7 và tháng 11 âm lịch sẽ vô cùng may mắn, không phải trải qua bất cứ thay đổi nào trong chuyện tình duyên, sẽ chung sống hạnh phúc đến cuối cuộc đời với ý chung nhân duy nhất trong cuộc đời mình. Nữ mạng, chuyện nhân duyên của Đinh Mùi nữ mạng được phân thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào tháng 1 và tháng 7 âm lịch sẽ trải qua nhiều lần thay đổi trong chuyện tình yêu, có thể dẫn đến 3 lần mỗi chung sống hạnh phúc đến cuối đời. Những người sinh vào các tháng 2, tháng 5, tháng 6 và tháng 9, tháng 10 và tháng 11 âm lịch thì chuyện tình duyên cũng phải thay đổi ít nhất là 2 lần mới đến được bến bờ hạnh phúc. Những nữ mạng Đinh Mùi sinh vào các tháng 3, tháng 4, tháng 8 và tháng 12 âm lịch là những người may mắn nhất vì không phải trải qua sự thay đổi nào trong tình duyên. Những người này sẽ kết hôn và sống trọn đời với ý chung nhân duy nhất của cuộc đời mình trong hạnh phúc viên mãn. Về mặt sức khỏe, cung thọ tự chủ yếu liên quan đến tuổi thọ bao gồm sức khỏe, bệnh tật, tai nạn, đời người sợ nhất là gặp tai sát, tuế sát, cách góc sát, dương nhẫn, hoa cái. Nếu bản mệnh vận khí không tốt mà gặp phải những họa hung sát này thì dễ thập tử nhất sinh, rất nhiều người nổi tiếng bất ngờ qua đời cũng chỉ vì gặp những họa trên. Vì thế, trong vận thế của một người,
Sức khỏe là điều không thể thiếu được nhất, những thứ khác như sự nghiệp, tài lộc hay hôn nhân đều có thể phản hồi. Nhưng nếu sức khỏe không có, mà mạng cũng không còn, thì tiền nhiều đến đâu, quyền thế có lớn thế nào cũng vô tác dụng. Người tuổi Đinh Mùi sức khỏe rất tốt, tuy nhiên lại thường mắc các bệnh về gan. Gan đóng vai trò chủ đạo trong việc điều tiết âm dương nóng lạnh, điều tiết máu. Người mệnh này cũng hay bị ứ huyết, gan tàng hồn ảnh hưởng đến tinh thần, hay bị đau đầu, chóng mặt, hay mắc các bệnh về thần kinh. Người tuổi Đinh Mùi này hay ghen ghét, đố kỵ mà nổi nóng, vì thế cần chú ý giữ gìn tinh thần thoải mái, tự mình kiểm soát cảm xúc của bản thân để giữ gìn sức khỏe. Vận trình lưu niên tuổi Đinh Mùi qua các năm. 1. Tuổi Đinh Mùi gặp Tý. Xem vận trình lưu niên của tuổi Đinh Mùi, thấy đường tài lộc của người tuổi Đinh Mùi phát triển cực kỳ rực rỡ trong năm nay, người làm ăn kinh doanh khẳng định được vị thế của mình. Tuy nhiên, dù gặt hái được nhiều thành công, huy hoàng đến mấy, bản mệnh cũng cần thận trọng, khiêm tốn chớ khiến người khác ghen ghét. 2. Tuổi Đinh Mùi gặp năm Sửu. Vận trình trong năm Sửu có hung có cát, đặc biệt là thời điểm giữa năm có họa phá tài rình rập, chuyện thị phi cũng nhiều, bản mệnh cần học cách nhẫn nhịn, dĩ hòa vi quý, chớ hành xử theo cảm tính. Gia đình có dấu hiệu bất hòa, bạn cần học cách lắng nghe nhiều hơn, chớ nên áp đặt các quan điểm của mình cho người thân. 3. Tuổi Đinh Mùi gặp năm Dần. Khó khăn cũng không ngăn cản được bước chân tiến về phía trước của bản mệnh trong năm Dần. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải đề phòng tiểu nhân, nếu không dễ rơi vào những cái bẫy của kẻ xấu xăm xăm. Trong việc kết giao, bạn cần hết sức thận trọng, không nên háo sắc ham tài, việc gì cũng cần biết giới hạn, như vậy mới tránh xa được rắc rối. 4. Tuổi Đinh Mùi gặp năm Mão. Căn cứ vận trình lưu niên tuổi Đinh Mùi, trong năm Mão người tuổi Đinh Mùi có cơ hội phát tài bất ngờ, sự nghiệp cũng hanh thông hơn khoảng thời gian trước đó nhiều. Trong nhà nếu xảy ra chuyện không như ý, bản mệnh cần bình tĩnh tìm cách xử lý, không nên nghĩ đến việc tìm kiếm niềm vui ở bên ngoài. 5. Tuổi Đinh Mùi gặp năm Thìn. Do bị hung tinh kiếp tài ảnh hưởng nên trong năm này, bản mệnh sẽ phải vất vả chạy ngược chạy xuôi mà kết quả chưa chắc đã được như ý muốn. Trong năm có dấu chuyện thị phi xuất hiện, bản mệnh nên chú ý giữ quan hệ hòa hảo với mọi người, không nên cố chấp khăng khăng với quan điểm của mình, gặp chuyện nên có cách ứng biến phù hợp. 6. Tuổi Đinh Mùi gặp năm Tỵ. Chính ấn mang lại tác động tích cực cho sự nghiệp của người tuổi Đinh Mùi, chỉ cần bản mệnh chịu bỏ ra công sức, cố gắng không ngại khó, không ngại khổ, thì ắt gây dựng được vị thế của mình khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trên phương diện tài lộc của bản mệnh có cơ hội phát tài bất ngờ, song sau đó cần có cách chi tiêu, đầu tư hợp lý thì mới giàu được. 7. Tuổi Đinh Mùi gặp năm Ngọ. Căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, năm Ngọ là năm đại cát đại lợi đối với người tuổi Đinh Mùi, bản mệnh có thể khẳng định được giá trị của mình trong tập thể, nên thường được giao phó cho trọng trách, thậm chí con giáp này có thể trở thành thủ lĩnh để dẫn dắt mọi người. 8. Tuổi Đinh Mùi gặp năm Đinh Mùi. Trong năm này bản mệnh khó tránh khỏi rắc rối rình rập, vì thế làm việc gì cũng cần suy tính kỹ càng, nếu có thời gian rảnh thì nên học tập thêm các kiến thức mới hữu ích. Tình hình sức khỏe của dấu hiệu suy giảm, bạn nên kịp thời đi khám, không nên để bệnh tình kéo dài và nặng thêm. 9. Tuổi Đinh Mùi gặp năm Thân. Bước sang năm Thân, mọi khó khăn mà người tuổi Đinh Mùi gặp phải đều tan biến, bản mệnh gặp được nhiều may mắn bất ngờ. Có phương diện sự nghiệp và tài lộc đều có vận may, nếu biết nắm chắc thì có thể gặt hái được thành quả như mong đợi. Tuy nhiên, bản mệnh không nên kiêu ngạo tự đắc, bạn vẫn nên lắng nghe ý kiến đa chiều. 10. Tuổi Đinh Mùi gặp năm Dậu. Xem vận trình lưu niên của năm Dậu, tuổi Đinh Mùi thấy đường tài lộc của bản mệnh cực kỳ hanh thông trong năm Dậu, bạn có thể tìm ra nhiều hướng đi mới khác nhau trên con đường làm giàu. Tuy nhiên, con giáp này không nên quá tham lam, nên biết thế nào là đủ thì mới có thể bảo vệ được bản thân và gia đình hạnh phúc. 11. Tuổi Đinh Mùi gặp năm Tuất. Kiếp tài giáng họa trong năm này, người tuổi Đinh Mùi không thích hợp làm ăn đi xa cũng bất lợi. Cần chú ý để tránh những sự cố bất ngờ, làm việc gì bạn cũng cần cẩn thận và lưu ý, như vậy thì mới có thể kịp thời nhận ra các nguy cơ. 12. Tuổi Đinh Mùi gặp năm Hợi. Năm Hợi người tuổi Đinh Mùi phải chịu tác động của thương quan, nên khó có cơ hội thăng quan tiến chức. Chuyện kinh doanh cũng tiến triển khó khăn, con giáp này còn thường xuyên phải chi tiêu cho nhiều mục đích khác nhau, nên khó giữ tiền ở trong túi. Năm này bạn không nên mạo hiểm đầu tư vào những lĩnh vực mình chưa hiểu rõ, kẻo tai họa ập tới. Vận mệnh tuổi Đinh Mùi với tháng sinh âm lịch. Sinh tháng riêng,
Người tuổi Đinh Mùi sinh vào tiết Lập Xuân thường có vận tốt nhưng phải bôn ba khắp nơi ít được thảnh thơi. Sinh tháng 2, người sinh vào tháng này thường được hưởng phúc lộc khi về già, cuộc đời thăng trầm. Sinh tháng 3 là người thông minh, sôi nổi ưa hoạt động số may mắn, tay trắng lập nên nghiệp lớn. Sinh tháng 4 là người hào hoa phong nhã, oai phong lẫm liệt, có ý chí nhưng thiếu quyết đoán, số may mắn phú quý có vợ hiền, con cháu vinh hiển, tâm hồn luôn được thảnh thơi vui vẻ. Đây là người có thể làm được mọi việc nhưng nhất thiết phải có tầm bao quát. Sinh tháng 5, sự nghiệp kinh doanh thuận lợi, đời sống vật chất dư giả, cuộc đời gặp nhiều may mắn, là người cung kính, lễ phép, được mọi người quý trọng. Sinh tháng 6, là người phong thái tôn nghiêm, có tài quản lý số, có gia thế hưng vượng, mọi việc thành công như ý, vợ hiền đẹp đảm đang, con gái vinh hoa. Sinh tháng 7, sinh vào tiết Lập Thu tiếp đẹp khí tốt, là người có chí khí lớn đáng tin cậy, dễ làm nên nghiệp lớn, nếu là nữ giới sẽ rất thông minh, quyền thế hiển hách, ung dung tự tại. Sinh tháng 8, bản tính thông minh ứng biến linh hoạt, trung thành nghĩa hiệp, số phận may mắn luôn vượt qua được gian khó, sự nghiệp dễ thành. Sinh tháng 9, là người quyền thế hiệp nghĩa, nhưng dễ nản chí trước khó khăn, số có gia đình bình yên vinh hoa phú quý, một đời được hưởng phúc êm ấm. Sinh tháng 10, sinh vào tiết Lập Đông dịu mát, có số thanh cao trường thọ no đủ, một đời thuận lợi. Tuy có lúc gặp hiểm nguy nhưng nếu biết kiên trì vượt khó thì mọi việc đều tốt đẹp. Sinh tháng 11, số ít may mắn, cuộc sống thiếu thốn hay gặp thất bại, không được trợ giúp khó khăn, làm ăn kinh tế, khó làm ăn kinh doanh. Nếu làm chủ được mình kiên cường vượt qua gian khó cũng nên nghiệp lớn, là người bảo thủ nhưng khiêm nhường, có chí nhưng không gặp thời, hay âu lo phiền muộn. Sinh tháng 12, số nghèo khó khác cha mẹ, anh chị em nên cẩn trọng khi kết giao bạn bè. Tiếp theo, giới tử vi của khoa học tiết lộ có 3 cơ hội vàng cho tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, sau 57 tuổi không nên bỏ qua. 1. Cơ hội phát triển. Xem may mắn của Đinh Mùi sau 57 tuổi thấy rằng cơ hội có sẵn trong khoảng thời gian này, nên cô bác cần tích cực đấu tranh hơn nữa, không nên buông lỏng, nếu không lợi ích cuối cùng sẽ rơi vào tay người khác. Tất nhiên, khó khăn và trắc trở là điều không thể thiếu, nhưng chỉ cần bạn quyết tâm thì hoàn toàn có thể vượt qua được. Thời điểm này còn có lợi cho người tham gia các kỳ thi sát hạch, đánh giá xin việc. Nếu đang trong quá trình thử việc, tuổi này có thể nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của quý nhân, giúp phát huy được lợi thế của mình. Thời điểm nhân duyên khởi sắc, bạn không chỉ được quý nhân giúp đỡ, chỉ dẫn trong các dự án hợp tác, cải thiện hiệu suất công việc mà còn được tham gia những buổi giao lưu, mở ra các cơ hội tìm được một nửa còn thiếu. 2. Quý nhân giúp sức. Thời điểm này nhân duyên của người tuổi Đinh Mùi có dấu hiệu cải thiện, vì thế bạn dễ gặp được những người cùng chí hướng trong công việc, thậm chí trở thành con giáp vượng quý nhân sau tuổi 57, khiến công việc giảm bớt nhiều phần áp lực. Vì thế, nếu có thắc mắc hay ý kiến gì thì hãy mạnh dạn bày tỏ, bạn sẽ nhận được nhiều lời góp ý cũng như kiến nghị giải quyết chút ít, giúp công việc phát triển thêm phần thuận lợi, thậm chí qua đó bạn còn có thể khẳng định được tầm nhìn của mình. Trong thời gian tới, bản mệnh bước vào giai đoạn nước rút của nhiều kế hoạch, cảm giác tất bật cũng tăng lên, còn đòi hỏi bạn phải làm việc cẩn thận tới nơi tới chốn. Đây cũng là thời điểm bạn khẳng định vị thế của mình. 3. Thu hút đầu tư. Tình hình tài chính của người tuổi Đinh Mùi sẽ có nhiều dấu hiệu cải thiện trong thời gian tới, khi các dự án ký kết hợp tác kinh doanh diễn ra suôn sẻ. Bạn thu hút được nhiều nguồn đầu tư bên ngoài. Sự cố gắng của bạn trong suốt thời gian vừa qua đã giúp bạn chiếm được lòng tin của đối tác và khách hàng. Nhiều người ký kết hợp đồng với bạn lâu dài, thậm chí còn giới thiệu thêm cho bạn những bạn hàng triển vọng. Đây chính là thời điểm bạn gặt hái thành quả từ những nỗ lực của mình. Khi các khoản thu lớn nhỏ đều đến từ nhiều nguồn, bạn nên có kế hoạch quản lý tài chính phù hợp để gia tăng khoản tích lũy. Thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, sau 57 tuổi, muốn cả đời suôn sẻ, hãy ghi nhớ những điều đơn giản này. Mỗi câu nói của người xưa đều là những kinh nghiệm được đúc kết ra từ các hiện tượng, sự việc thật xảy ra trong thời gian lâu dài, hiểu rõ và làm theo những lời dạy bảo này, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống, cho vận mệnh của chúng ta. Hãy cùng xem những bí quyết để cả đời được suôn sẻ mà người xưa dạy là những gì nhé. 1. Trước khi nói phải suy nghĩ kỹ. Hãy sáng suốt với sự tình, thận trọng với lời nói, nói nhiều không hẳn đã có ích, bình thường nhất định phải quản tốt cái miệng của mình, nếu không sẽ mang đến rất nhiều phiền toái cho bản thân bạn. 2. Gặp chuyện đừng vội kết luận. Cho dù đã có đáp án thì cũng từ từ, đừng vội vã, bởi vì biết đâu sẽ còn phương pháp giải quyết tốt hơn,
đứng ở những góc độ khác nhau sẽ có những đáp án khác nhau. Phải học được cách thay đổi tư duy, đặc biệt là khi gặp phải phiền toái, phải học được cách lặng lẽ theo dõi kỳ biến, học được cách này nhiều khi phiền toái được hóa giải, thậm chí vận may sẽ đến. 3. Học cách coi chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Cố gắng đem chuyện phức tạp xử lý theo cách đơn giản nhất, đừng bao giờ đem chuyện đơn giản hóa thành phức tạp. 4. Đừng bình luận về người khác. Trên thế giới này không có vô duyên, vô cớ tình yêu và không có vô duyên vô cớ thù hận. Đừng tham dự vào việc bình luận bất kỳ ai, chỉ cần trong lòng hiểu rõ là được. 5. Tuân thủ quy tắc sự việc, đừng làm đến tuyệt. Làm bất cứ việc gì đều phải tuân thủ quy tắc. Người ta nói kẻ trộm cũng biết rõ là những thứ gì, tuyệt đối không thể trộm là có ý này, cho nên làm sự tình gì cũng đừng làm đến tuyệt. Đoạn tuyệt, tuyệt tình, những việc như dậu đổ bìm leo, tuyệt đối đừng làm cho người khác đường lui cũng đồng nghĩa với loại bỏ chướng ngại vật cho mình. 6. Đối với tiểu nhân. Hãy đứng xa mà nhìn, đối với tiểu nhân phải nhường nhịn, lùi một bước biển rộng trời cao, trêu chọc tiểu nhân là động chạm đến phiền toái. Đa phần những kẻ tiểu nhân ở trên đời này là không nên đụng chạm vào, từ trước đến nay thời đại nào cũng có kẻ tiểu nhân và chỉ nên đứng sau mà nhìn. 7. Đối đãi với người yêu thương nhất định phải tôn trọng. Người khác yêu thương mình là có nguyên nhân, đừng hỏi tại sao, khi tiếp nhận phải dùng yêu mến nhiều hơn để hồi báo họ. Nhưng mà đừng bao giờ lừa gạt tình cảm của người khác, cho dù bạn không thích, cho dù người ta có khuyết điểm, đây là tài phú mà bạn có dùng tiền cũng không mua được. 8. Cầm lên được, hạ xuống được. Phải có một tâm thái bình thản, khi tâm trạng không tốt chính là lúc bạn đang luẩn quẩn trong phiền toái dằn vặt, kỳ thực sự tình cũng không đến nỗi xấu tệ như bạn nghĩ đâu. Đường đời của ai cũng có lúc cao điểm, có lúc xuống thấp điểm, căn bản không có cuộc đời luôn thuận buồm xuôi gió. Phải học được cách cầm lên được và hạ xuống được. Cầm lên được là một loại dũng khí, nhưng bỏ xuống được lại là một loại ý chí. 9. Quý trọng duyên phận tốt lành, nhưng tuyệt đối đừng bài xích duyên phận không tốt. Duyên phận có tốt, có xấu, quý trọng duyên phận tốt, cũng đừng bài xích duyên phận xấu. Gặp thoáng qua cũng là duyên phận, toàn thế giới có mấy tỷ người. Chạm mặt ai cũng không hề dễ dàng gì, cho nên gặp duyên phận không tốt cũng phải cố gắng khoan dung cho đối phương một lần cơ hội, không thể vừa gặp đã chối bỏ. 10. Đừng để điều không thuận lợi trong sự nghiệp làm ảnh hưởng đến người nhà. Đừng để những điều không thuận lợi trong sự nghiệp làm ảnh hưởng đến người nhà, càng đừng để bất hòa trong gia đình làm ảnh hưởng đến sự nghiệp. Làm như vậy rất không có lợi, vì cả gia đình và sự nghiệp đều bị ảnh hưởng, thậm chí bị tổn thất, nhất là đàn ông phải có trách nhiệm với cả gia đình và sự nghiệp. 11. Không lừa gạt người khác, cũng đừng để dễ dàng bị lừa. Dựa vào lừa gạt người khác, hạ thấp người để nâng cao bản thân, kết quả chỉ là để lộ ra sự vô tri và bần cùng của bản thân. Ngược lại, bạn cũng cần phải dưỡng được tố chất tốt đẹp và tri thức uyên bác để các kẻ lừa gạt không dám đến gần. 12. Là phụ nữ cũng phải coi trọng sự nghiệp. Là phụ nữ đừng có ý nghĩ sự nghiệp không liên quan gì đến mình, việc của mình là ở trong bếp, trông con. Kỳ thực hãy để ý đến sự nghiệp một chút, có sự nghiệp, có công việc, bạn sẽ thấy ý nghĩa hơn rất nhiều. 13. Thời gian rảnh rỗi, hãy dành để làm phong phú bản thân. Thời gian nhàn rỗi đừng chơi những trò chơi vô nghĩa hay những câu chuyện phiếm vô ích, hãy đọc một cuốn sách, học cách quản lý một công ty, xem xét tin thời sự, tìm hiểu pháp luật, những điều này sẽ làm phong phú bản thân bạn, đồng thời cũng tạo cho bạn nhiều cơ hội hơn. 14. Giữ vẻ ngoài sạch sẽ. Rất nhiều người khi vừa gặp gỡ đã khiến người khác không muốn gặp lần thứ hai, nhưng có nhiều người lại để lại ấn tượng trong lòng người khác ngay trong lần gặp đầu tiên. Vẻ ngoài không phải quan trọng nhất nhưng không thể xem nhẹ nó. Bạn không nhất thiết phải ăn mặc đắt tiền, nhưng nhất định phải giữ đầu tóc, quần áo sạch sẽ. 15. Trước khi thành công, không cần phải nói với người khác. Khi làm một sự việc gì trước khi thành công, không cần phải nói cho người khác biết. Nếu như bạn thành công, không cần nói thì người khác cũng tự khắc sẽ biết. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội giúp tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, đổi đời giàu có hơn người sau 57 tuổi âm lịch. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc,
giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.